Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 31 tháng 8 của Đài Sang Vina. Bản tin hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. BTSC Quảng Ngãi học hỏi kinh nghiệm vận hành hoạt động cải tiến và 3D5S. Tiến hành khóa đào tạo tiếng Anh chuyên sâu dành cho người lao động. Giới thiệu cải tiến giúp giảm 20% thời gian đứng máy và 50% lỗi sản phẩm do máy hàng gây ra. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 23 tháng 8, Đu Sang Vina đã tiếp đón và chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động cải tiến, chương trình 3D5S và trực quan hóa cho các quản lý và nhân viên đến từ công ty BTSC chi nhánh Quảng Ngãi. Chuyến tham quan và học hỏi kinh nghiệm vận hành hoạt động cải tiến, chương trình 3D5S và trực quan hóa của các thành viên công ty BTSC chi nhánh Quảng Ngãi đến Đu Sang Vina lần này do ông Nguyễn Thiện Đức, trưởng phòng an toàn chất lượng dẫn đầu. Tại Đu Sang Vina, đoàn đã được các quản lý và nhân viên bộ phận cải tiến sản xuất tiếp đón cũng như chủ trì. Trong buổi làm việc này, các đại diện của Đu Sang Vina đã đi sâu vào chia sẻ những mục tiêu, hoạt động và chương trình cũng như cách thức vận hành hoạt động cải tiến 3D5S và trực quan hóa được công ty triển khai từ năm 2009 đến nay. Theo đó, hoạt động của Đu Sang Vina tập trung chia sẻ là 3D5S và trực quan hóa. Bởi đây là hai hoạt động nền tảng, là cơ sở cho tất cả các hoạt động cải tiến và được định hướng là hoạt động chiến lược của công ty. Hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ và khỏe mạnh, đồng thời giúp thúc đẩy kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đạt mục tiêu đề ra. Trong buổi làm việc, đại diện Đu Sang Vina cũng đưa đoàn đến tham quan thực tế một vài cải tiến điển hình, đem lại hiệu quả cao cả về chất lượng lẫn an toàn tại nhà máy boiler. Sau khi tham quan thực tế, hai bên đã cùng ngồi lại để trao đổi và giải đáp những thắc mắc, khó khăn, cũng như tóm lược lại những điểm chính yếu để giúp BTSC có thể áp dụng hiệu quả nhất những điều đã được chia sẻ. Thay mặt đoàn, trưởng phòng an toàn BTSC, ông Nguyễn Thiện Đức đã gửi lời cảm ơn Đu Sang Vina vì sự nhiệt tình cũng như tinh thần chia sẻ nhiều bài học quý báu và mong muốn rằng Đu Sang Vina sẽ tiếp tục hỗ trợ BTSC trong thời gian tới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, tiếng Anh trở thành một ngôn ngữ chủ lực. Vì vậy, Đu Sang Vina đã tổ chức một khóa đào tạo tiếng Anh chuyên sâu để giúp nhân viên của mình nâng cao khả năng giao tiếp. Với mục đích chuyển hóa và nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong kinh doanh quốc tế cho một số nhân viên thường xuyên làm việc với đối tác, khách hàng là người nước ngoài, bộ phận đào tạo đã tiến hành khóa đào tạo tiếng Anh chuyên sâu dành cho 21 học viên đến từ các khối nhà máy trong công ty. Khóa học được xây dựng dựa trên nhu cầu cũng như tính chất công việc thực tế tại các nhà máy, bộ phận và sẽ kéo dài trong vòng 4 tháng, bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 18 tháng 1 năm 2017 với tổng thời lượng là 96 giờ học. Các tiết học diễn ra tại trung tâm đào tạo LC vào các chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần. Sau mỗi 3 tuần thì học viên sẽ được nghỉ 1 tuần. Dẫn dắt khóa đào tạo là giảng viên mang quốc tịch Mỹ Michael đến từ công ty cổ phần quốc tế EIV Việt Nam. Đây là khóa đào tạo tiếng Anh chuyên sâu thứ 2 được tổ chức sau khóa học kéo dài 5 tháng vào năm 2016. Các buổi học giúp học viên nắm bắt cách sử dụng tiếng Anh về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa của từng quốc gia, cách ứng dụng vào trong công việc và rèn luyện thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Ngoài ra, các tình huống làm việc điển hình hàng ngày, giao tiếp kinh doanh thương mại như nói chuyện với khách hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, tham gia trong các cuộc họp, thuyết trình, kỹ năng đàm phán, viết email giao dịch, báo cáo, soạn thảo hợp đồng, v.v. cũng được lồng ghép vào các tiết học. Phát huy vai trò hỗ trợ tốt cho sản xuất, các thành viên tổ MM phụ trách boiler, water, TC đã phát triển cây sinh giúp boiler giảm 20% thời gian đứng máy và 50% lỗi sản phẩm do máy hàng gây ra. Trong quá trình sản xuất các tấm băng neo là một trong những thành phần cấu thành lò hơi, các công nhân nhà máy boiler phải sử dụng các máy hàng chính MBM, CBM và Finshot Blast để hàng đầu hàng băng neo. Tuy nhiên, chất lượng đầu ra từ các máy này rất thấp, sản phẩm bị lỗi và nhiều sản phẩm cần phải sửa chữa. Sau quá trình quan sát, tụi em đã tìm thống kê được một số lỗi chính bao gồm cong tại điểm cuối băng neo, tủ điện thiếu tải, lỗi dây hàng, phin không thẳng và cáp điện bị hỏng. Từ đó, tổ quyết định chọn đây là chủ đề OE cho nhóm trong 6 tháng đầu năm và cùng với team leader Võ Văn Lâm tìm cách tháo gỡ. Trong thời gian qua là số hàng panel là xuất hiện một số vấn đề chất lượng mối hàng. Tổ em mua lại là phối hợp với xưởng và thực hiện một số cải sinh để làm tăng chất lượng mối hàng đó. Chúng tôi thực hiện được một số cải sinh đó và cảm thấy là rất hiệu quả. Bằng những nỗ lực không ngừng, rất nhiều đối sách cải tiến đã được đưa ra và đem lại kết quả cao. Những giải pháp của họ bao gồm
thay roller mới để giải quyết lỗi cong tấm băng neo phía cuối, tách riêng tủ điện máy hàn và lò xử lý nhiệt để triệt tiêu vấn đề quá tải và thêm van điều khiển để tránh tình trạng mắc kẹt mối hàn. Ngoài ra, tàu cũng áp dụng nhiều giải pháp khác nhau để tăng chất lượng sản phẩm. Tiếp tục bản tin trưa hôm nay, mời các bạn cùng xem một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về các khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa nay của Đưa Sang Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Đưa Sang Vina DVTV V8N64. Đồng thời, các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Đưa Sang Vina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và YouTube với từ khóa Đưa Sang Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.